rồi đó, vậy đẹp rồi đó, vui á. Thôi bạn nay mình lên gặp trùm bất động sản ở Seattle. Rất vinh dự các bạn ơi. Coi như là bữa giờ chỉ gặp anh Thạch qua Bigger Pocket thôi. Hôm nay là gặp bằng xương bằng thịt. Anh Thạch là anh có cái tài ăn nói mà motivation speaker á. Mình mà nếu mà các bạn mà không coi lên tìm mình tại để YouTube để Thạch Nguyễn á. Anh nói mà mình ngồi mình ở nhà mà đang ngủ mà excited muốn đứng kìa. Ok. Vậy bây giờ bữa nay anh Thạch chia sẻ với các bạn cái con đường của anh Thạch, tại sao mà anh tập tới với bất động sản. Ôi, anh Thạch kể từ lúc mà anh Thạch mới qua Mỹ luôn, giống như biết cầu bất kỳ vậy đó. Đúng rồi, wow. Ừ. Rồi trước là ba Thạch đó, là bên Việt Nam làm cho tụi Mỹ translating. Wow. And then dịch viên ha. Đúng rồi. And then 1975 á là Mỹ anh thua trận bỏ chạy. Nên mấy người đó nói là cứ kêu ba Thạch đó là đi về, kêu cho family đi với mình. Ồ, đi luôn rồi, anh được đi chung với lúc ở Mỹ rồi đó. Đúng. Nên Thạch với má Thạch với bốn người anh em, năm người anh em đi ra the last plane ra Mỹ, ra đi vô Mỹ. Rồi Thạch leo lên đây là cũng là 75. 75. And then lúc anh Thạch qua đây là mấy tuổi? 5 tuổi à. 5 tuổi à. 5 tuổi. And then mình nói với người sponsor. Ờ. Bảo 45 phút ở đây nè. Có người bảo lãnh đó bạn. Đúng rồi. Qua đó có người bảo lãnh. Anh em ở cũng người đó cũng 2 năm. Anh ba Thạch là good job. Làm ba Thạch vốt là làm phụ người ta lấy welfare. Ờ. Đi tiền với yêu nhà. Ở social worker. Ờ, làm social worker. Đúng rồi, social worker phụ người Việt Nam qua Mỹ. Anh em mình ở cũng gần đây nè. Ờ, gần đây. Đúng rồi, anh em Thạch đi học. Anh em hồi mình ra high school 88 á, Thạch không biết. Not really sure what to do. Thấy không? And then Thạch trước đi đậu xe cái restaurant có tàu cái đường đây nè. Đậu xe giùm ta đó. Đúng rồi. Đi đậu xe giùm ta. And then cái người cái nhỏ bạn Thạch đó con của chủ á nói ê Thạch không vô đi bán nhà đi. Ờ, đi bán nhà luôn. Nó Thạch really. And then Thạch hỏi đó bán nhà đó làm bao nhiêu tiền. Nhưng mà trước khi mà chưa có đó anh hỏi là lúc mà thời hồi xưa 88 89 á, thời đó Việt Nam là cũng quậy lắm đúng không? Anh Thạch cũng là quậy lắm đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Nghe đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Lúc đó Thạch cũng đâu biết làm gì đúng không? Đi làm tầm 7 tới 7 thôi đúng không? And then Thạch đi get real estate license. And then Thạch được cái license 1991. Thạch lúc đó Thạch có 21 tuổi rồi. Mình đâu có biết là bán nhà là làm sao. Là anh Thạch không có đi đại học gì hết đâu. Đi college ra 91. College 91 là có college 2 năm. Hai năm rưỡi à? Rồi. Rồi anh Thạch ký cái hợp xong rồi ra nên đi mua bán nhà luôn. Bán nhà luôn. Okay. Mà từ 21 tuổi tới 24 tuổi Thạch bán có nhà, có hai nhà. Mà năm bán hai nhà. Đúng rồi, không có nhiều. Mấy bạn mới ra đừng có buồn nha. Đúng rồi. Một năm mình bán là một cái nhà, hai nhà một năm mà. Trong 3 năm mình bán được 6 năm cái nhà như đó. 3 năm nhiều. À? 6 năm ngày à? Lúc đó mà Thạch cũng nghĩ đi kiếm job khác. Anh em Thạch gặp cái ông Mỹ này á, ổng là người motivational training, training phụ mấy người agent bán nhà. And then Thạch nói wow man, ông này good man. And then ổng lúc đó ổng sạc $300 một tháng. Đi làm coaching với ổng. Ổng sạc là $300 một tháng. Và một tuần lễ trong một tháng mình nói chuyện với ổng nửa tiếng hai lần. $300. Wow. $300 lúc đó là nhiều tiền lắm á. Trong 1994. Thạch mướn ổng. Mướn luôn. Mướn. Mình đi làm mấy chỗ job đúng không? Mới vô real estate thôi cũng đủ tiền mình trả. Anh em ông nói Thạch bây giờ mày á muốn vào làm tiền á mà phải đi kiếm listing. Ờ, kiếm listing mới được. Đúng. Sau ông nó nói bây giờ tao muốn mày đi khỏi cửa nhà ta. Cái này giống chị đã phim bên Chicago sẽ gọi knock on the door đó. Hỏi cửa đi khỏi cửa nhà ta, hỏi người ta không bán nhà không? Họ nó muốn bán nhà mà phụ nó. Nó ok dễ quá, ok that's easy. Sau nó cho Thạch mấy cái script đi nói chuyện sao? Ồ, mấy cái okay. Cái văn bản để mà mình theo cái mẫu đó bạn. Đúng rồi. Anh em thầu sáng á 9 giờ sáng Thạch đậu xe. Thạch nói là một ngày á Thạch có 100 cái flyer. Một ngày mà pass hết 100 cái flyer mới về. Ồ, mới gãy 100 cái flyer mới về. Đúng. Sau cho một ngày á Thạch đi khỏi cửa từ 9 giờ sáng tới 1 giờ chiều mới pass hết 100 cái flyer. Mưa, nắng không cần biết. Không cần biết lại nào, everyday.
từ thứ hai đến thứ sáu mình đi khỏi cửa từ 9 sáng tới 1 giờ chiều, thẻ sau 100 cái flyer người ta ở nhà nói chuyện đó, không có nhà để fly nhà nó. So thật đi khỏi cửa một ngày 100 cái đua làm 10 năm luôn, đắng gì đó, làm 10 năm luôn, đắng gì đó, everyday 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 listing rồi bán. Nhưng mà lúc anh làm vậy trong năm đầu anh thấy cái list tăng lên bao nhiêu? Từ có maybe một năm đó cái fourth year là cái năm đầu đi làm với ông đó chỉ thành bán được 10 cái nhà. Oh, that big difference, yeah. Big difference. Một đầu tiên là đi quốc đâu là bán được 10 cái nhà. Đúng. Anh em đó. Qua mà sống được rồi. Đúng rồi. Anh Phúc là mình đưa ở nhà với má, ba má. Anh em đó là trong năm thứ hai ảo lãnh ổng á làm 20 cái transaction. Anh em 30 cái transaction tới 40, 50. Xong thì sorry anh, nhưng mà bây giờ anh đang builder nên anh gõ cửa nói là tôi cần xây nhà. Hồi xưa anh nói vẫn còn skill đó. Hồi xưa là nói hiểu là thật là agent muốn bán nhà để thật phụ bán nhà người ta. À. Bây giờ thật gõ cửa hỏi ta muốn bán thật mua. À. Lúc đó mình để bản, lúc này mình mua. Vậy đó. So, okay. Trong từ 94 tới 2005 thập đi khỏi cái 100 cái nhà everyday. Wow. Thì 5 tiếng hồi năm everyday ngày 5 nào 5 tiếng everyday ngày nào 100 cái đua làm gì tới 10 năm luôn có cửa gì đó 100 cái nhà anh em 3 năm sau là thật là triệu phú millionaire. 3 năm sau luôn đúng rồi lẽ gì đó tại mình một năm mà bán 40-50 cái nhà thấy không anh em khúc đó mình lấy tiền đó thành thật có một người mentor khác. Ông nói thật bây giờ bán nhà là làm tiền good mà muốn làm tiền á nhiều á chứ mà muốn làm tiền hồi mà đi ngủ mà có tiền vô á anh đi mua nhà mướn giữ đúng lấy tiền mình làm á xong tiền đi mua nhà mướn xong giữ sau khúc đó á ồ mẹ thấy good sau 1997 thầy mua cái nhà first house ngay đường đây này nhà nó mua 105 ngàn rồi để 5% xuống 5 ngàn mướn ra sau bây giờ nhà đó bị trả mất rồi. Bây giờ đó giờ bán 750 easy. Mình có lời thấy không? 600 ngàn thấy chưa? Mình mà để cái 5 ngàn à. Thấy không? Mấy người quen thương nó trả cho mình hết năm nay. Những nhà giảm mất cái nhà rồi. Giờ xong rồi. Thấy không? Nhưng mà anh đâu bán nhà đâu, nhà đầu tiên không bán đúng không? Không bán. Ờ. Sau bây giờ vậy đó, đúng nhà không? Đầu tiên ngoài bán. Sau bây giờ là 30 năm sau á, là bây giờ thật còn bán nhà. Thầy cũng còn phụ người ta mua nhà bán nhà trong CA luôn. Sau thật đi mua nhà cũ sửa lại. Sửa theo ông giữ. Anh em đi mua đất, xây nhà mới, xây apartment giữ là hết. So bây giờ là thật làm everything hết. Become developer. Developer, xây nhà, bán nhà hết, everything, ghi còn realtor luôn. 30 năm sau. Nhưng mà cái skill vẫn không bỏ. Không bỏ. Nghĩa là ghiền rồi, gõ cửa vẫn có nhà hỏi. bây giờ á là thật cũng có nhiều nhà, không có cần đi làm. À mà có đủ rồi, hiểu không? Retire mà thật thích, sáng nhà thật thích là từ 10 giờ tới 11. Tới bây mà 2 giờ đi khỏi cửa nhà ta. Quen rồi. Bây giờ anh Đạt có thể kể một cái kỷ niệm nào vui vui. Ví dụ như gõ cửa bị người ta dí quýnh hay chửi vậy coi. Đó, kể gì đó. Kể chuyện vui. Cái nào mà vui nhất á. Đi khỏi cửa ông già này. Thầy hỏi là ông già này, hey cái nhà ông chịu bán không? Tại nhà dở lắm. Ông nói, tao không bán. Nói ok, không sao. Nói, mốt đừng khỏi nhà ta nữa. Nói ok. Mình quay lại, mình đi ra, đường đi ra. Chưa ra cái cổng, cái ghế của ổng, ổng điện chó ổng, kêu chó ổng, đi chụp thằng đó. Cái này giống, cái này giống em. Nhưng mà anh... Cái chó nó chạy tới, thật chạy không kịp, ra ký. Mẹ chó nhả lên mình, bắn, cắn mình ngay cái đít. Nhưng mà anh hỏi nè, cái căn nhà thứ mấy anh gõ, anh nói chuyện vậy á, rồi mới bị chó cắn. Oh man. Căn thứ mấy rồi? Chắc là cũng nhiều năm lắm, phải không? Nhưng mà không phải căn đầu tiên đúng không? Đó. Nếu mà ngày đầu tiên anh ra bị chó cắn anh đi gõ nữa không? Không rồi. Cái này là cũng là năm, hai năm sau phải không? Mà cái nhiều, mà có nhiều người thật khỏi cửa người ta nói mình là ê mày không biết nói tiếng Mỹ, đừng khỏi nhà tao. Gì ghê á, thật chứ. Thiệt. Chứ là Mỹ mà mấy anh. Thôi vậy luôn hả? Đúng rồi, ê mày không biết nói tiếng Mỹ, đừng khỏi nhà tao. Đừng có qua khỏi. Nhưng mà anh Thạch nói tiếng Mỹ giống như Mỹ mà là sao? Mà tại cũng là mình của đâu nói bằng kiểu nó. Thấy không? Đó, thấy không? Cho nên đó tại anh giọng anh cái có đớn, cái đớn. Anh nói có đớn xíu. Đúng. So, cái lúc mà anh kia anh see, I think he speak perfect English. Nhưng mà tại vì cái accent đớn á. Thật nói trong là gì anh nhiều khi mà khu Mỹ trắng nó đầu đen nữa. Đúng. Yeah, nó cũng có sự anh ấy có nhiều khu trong khu này là Mỹ trắng ở nó muốn mình vô khỏi cửa khu nhà đó. Đúng rồi. Thấy không? Đó. Thấy không? Cái đó chứ. So, trong cái 30 năm mà thành đi khỏi cửa mình gặp người hiền.
người giữ, thấy không? Mình gặp mình mua nhà rồi, mình mua nhà mình bỏ tiền, I mean everything, thấy không? Mà trong 300 năm đó là mình learn so much from the up and down là thiệt là mình ở mà thả làm mọi hết đó là không lỗi gì đâu. Tại trong cái khỏa cửa đó là mình cái learning của mình, cái university thật đó. Cái khỏa cửa là university của mình. Khỏa cửa đó, knock door đó. Thấy không? Thế các bạn, anh Thạch ảnh qua đây lúc 5 tuổi. Tiếng Anh ảnh cũng rất là good. Đâu nhưng mà qua khu nhiều khi kỳ thị người ta cũng làm nói là mình không có tiếng Anh. Bởi mấy bạn một cái accent đóng gói, không có đừng có lo. Đừng lo. cái Thạch nói này là ở cái dream của mình á lớn. Em mình muốn cái dream của mình á là mình không có care người ta chửi mình. Mình không có care là mình té. Mình muốn get up. Ở cái dream mình á là biết. Nhưng mà anh Thạch anh nghĩ em nghĩ anh có là tại vì anh có mỗi tuần anh có người nào mà gọi nói chuyện cho đêm bring you up á. Chứ lúc mà trong mấy ngày đầu anh đi ra cũng rất là down chứ. Đúng, có ông coach, ông coach. Phải không? Không giúp mà để Thạch nói nè. Cái dream của Thạch á là ai cũng hiểu này nè. Cái dương thạch hồi đi làm bán nhà đi khỏi cửa hồi ta chửi mình á không muốn đi ra khỏi cửa còn cái dương thạch mình á là thạch mình biết ba má mình á đi làm khó khăn quá tại má mình đi làm factory năm có lại có 30,000 rồi phải không mà sáng sớm từ 7 giờ sáng là tới 4-5 giờ chiều xong đi về hả đi nấu ăn như mình nữa đúng không ba thạch phải không cũng vậy phải không so với cô cái thạch á cái dương thạch á là đi bán nhà làm tiền á là không phải cho mình để cho mình retire ba má mình đó là different motivation thấy không different motivation. Bây giờ người ta hỏi Thạch điều what motivate you? Cái motivate Thạch là mình muốn chỉ người ta là ở mà Thạch bị giàu mà con đi khó cửa everyday. Thạch muốn motivate anh everybody mình dọn trong máy á hỏi Thạch làm gì được? Why not me? Yeah. That's cái motivation Thạch là gì? That's why. Why not you? Tại sao các không? Bạn không đi gõ cửa? Ok. Nếu coi video này nhớ đi gõ cửa. Or dream bigger. Or dream bigger. Đúng không? Gõ cửa. Tại vì năm 2000 lúc mình Tommy went down đó, 2008-2009 đó. Anh Thạch là em excited quá. Anh Thạch nói tới cái vụ ba mẹ đó, em đọc cuốn sách của ông. Đúng không? Ông Jack Ma, ông nói câu này là tốc độ giàu lên của bạn phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ bạn. Đi hết, đi hết. Bây giờ nè, Thạch nói này nè. Trong 2001, ba Thạch, ông chết cancer. And cái đêm mà ba mà đương chết á ở trong phòng ba á má rồi với anh em nó ngoài living room hết Thạch vô trong phòng ba ổng cũng gần đi rồi mà ổng không đi rồi Thạch nói ba là bây giờ ba ở ba mà mệt quá đi anh em Thạch nói ba là ba biết là mà bố ba đi á ba đừng có lo à Thạch đó là lo cho má với hết anh em đừng có lo nữa Thạch cái tiền thôi mà ba đừng có lo nữa khúc đó là nói gì đó là phút sau là ba đi rồi tại ba má mình nó biết nó ôi worry mấy người con ôi đúng không đúng rồi con cái phải không phải không nó bị ok không mất một đêm nó ok không ba hả nghe Thạch nói thì ba nó là Thạch đó lo hết bây giờ má đồ không cần lo gì hết á tiền đồ không cần lo tiền đất tiền xe tiền không có tiền không có lo gì đó thấy không với mấy người em Thạch với anh Thạch đó là không có ai lo gì đó Thạch có cầm nó cần cái gì Thạch cho tiền hết rồi Việt Nam bây giờ Thạch đi ngỡ tiền gì Việt Nam phụ mấy người em ảnh đi học nước Mỹ tiếng Mỹ thấy không sao bây giờ Thạch lại tiền á anh vẫn còn anh em Việt Nam hả đúng em ruột luôn á hả đúng wow nhiều lắm hả bữa nào đi Việt Nam là đi em cho dễ sợ luôn anh that's why mà Thạch đi là tiền không phải cho Thạch Thạch làm tiền để cho phụ người ta vậy đó đó là cái motivation của Thạch đó là dream big that's why cái lái xe Thạch thay xe là dream big đúng không dream big là không phải dream big là lái xe đúng không dream mà dream big là để cho mình suy nghĩ beyond cái mình vậy đó giống Jack Ma nói vậy đó không phải là mình đúng không đúng phải nghĩ beyond cái chuyện gì cái goal nào khác hơn là chỉ vì mình thôi đúng rồi mình là nếu mà vì mình không anh Thạch không đi khỏi cửa nữa hay không nào mệt quá đúng không đây nên nữa là ở mình suy nghĩ mình không á mình đâu có cần 1,000,000 mình đâu có cần 10 unit 1 unit với đúng rồi. 50,000, 60,000 là khỏe rồi đúng rồi đâu có cần any more beyond that anything beyond that là bonus thôi à đúng không đúng rồi cái bonus là mình hát think outside mình ra coi mà đúng rồi đúng không được nha yeah. Thấy không bây giờ Thạch đi làm tiền là phải cho mình thấy không Thạch làm tiền để motivate anh á why not you
When I do, when I do hết. Vậy đó. Hay quá. Kìa đi Việt Nam, mấy anh giải như bài đi. Why not me? Đúng không? Thì em mốt làm offline về Việt Nam lần. Ồ, lần đầu này anh Thạch lên nói motivation speaker nói đi. Đi, đi, đi. Đi vô nè. Đi vô bố. Ở giờ ăn hết dịch, hết dịch tụi mình đi về. Mình không, mà trước tiên là tụi em chuẩn bị làm cái offline nhà chuẩn bị sau dê đó. Mốt mời anh Thạch qua nha. Ok, không không lên trình bày. Không 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 không. Bữa kia xe lô dê mà làm tới tưởng 300 người rồi. Mà bây giờ nó nghe mà xuống mà làm đó là chắc tới cũng 500 người rồi. Easy. 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 Yeah. Mà làm bữa này muốn ca sĩ đâu tới luôn. Quay cho đã. Rồi nha, nhưng mà nếu mà anh Thạch có một lời nào mà anh muốn giống như là có âm đi vòng vòng trên gặp bạn trẻ vô mới mới vô nghề bất động sản á. Có nhiều người mình cũng thấy rất là năng động hay là làm kia nhưng mà thấy rất là struggle. Đúng. Nghe đúng. Thì một cái advice nào mà anh Thạch cho mỗi người trẻ mới vào nghề bất động sản. Đúng. Một á là mình hỏi ngồi xuống mình hãy viết ra cái dream của mình là cái gì. Phải viết, phải ngồi xuống viết ra viết nha. Ra. Để cho mình được. Nhớ. Một chỗ mình đọc. Nè, để Thạch đọc mỗi ngày. Ta lo viết. Trong đây là cái dream của Thạch đây nè. Thấy không? BBR. Đúng rồi, thấy không? Everything BBR, everything. Thấy không? Trong đây là Thạch mới viết. Cái gì cố? Ngày nào Thạch đọc đó. Đúng rồi, Thạch ngày nào đọc đó. Đúng rồi. Không thôi, quên. Mỗi người mỗi đọc lại á. Trong đây á Thạch ngồi lên ngay gặp mặt. Trong đây á Thạch có cái dream Thạch. Ừ. Cái dream là 10 năm là Thạch muốn làm ở đâu. Ừ. Anh em có cái dream hết năm nay. Ừ. Là một cái long dream. Đúng, một bigger short dream and một cái short dream. Đúng. Vậy là mỗi ngày anh có đọc lại cái đó không? Hay là mỗi 2-3 lần một ngày. 2-3 lần một ngày bạn cho quên rồi quên. 2-3 lần một ngày. Không thôi cái thằng mới viết cái dream xuống thằng kia đủ đi chơi cái quên. Quên. Quên liền. Không làm nữa. Thấy không? Vậy đó, thấy không? So that's why một cái tip đó là cho mấy người mới làm á là hãy ngồi xuống viết ra cái dream là 10 năm muốn ở đâu. Xong rồi trở lại 5 năm. Tới 1 năm thôi. 5 năm, 11 năm. Đúng. Xong rồi từng ngày đúng không? Đúng. Mà hãy make sure là cái dream là cho là mình. Cho mình. Với cho outside của mình. Hai cái. And it has to be very clear. Rõ ràng. Đúng. So một cái outside là mình muốn retire ba má mình. Phải có một cái động lực gì khác chỉ không phải vì mình không nha. Đúng. Phải có một cái sự giống như là viết cho mình không có gì mình được chỉ nghĩ gì mình không cái dream biết phải là cho gì khác nữa. Đúng. Mình mỗi ngày mình mới làm được đúng không anh Thạch? Đúng rồi, dễ nhất là nói là ba má mình à, dễ nhất thì đó là simple nhất rồi. Đó là ai cũng là understand hết. Ừ. Phải không, mình mà muốn làm tiền để cho mình mua nhà mới là ở gia đình mà cho mỗi cô đó là mình muốn retire ba má mình. Hoặc là muốn có vợ vậy đó, ok cũng được luôn. Ok. Sao cái đó cái môn chấp được mình. Ok. Thấy không? Cái đó là không nhiều người thầy nói chuyện á, ít người ta làm gì lắm. That's why á là hồi té o bị người ta chửi không muốn đứng dậy. Ồ cái khi khó quá không muốn làm cái gì. Có khi là chó cắn là bỏ luôn đó. Bỏ liền. Ai, không có loại nữa. Ở mình cái duyên mình là bự nghĩa là tiền đó là nó no problem. À, no problem. No problem. No problem. Tip number one. Tip number one đó. Ghi xuống những cái bài điều mà các bạn mơ ước. Mới viết xa, viết mỗi ngày và đọc mỗi ngày 2-3 lần. Chứ không phải đừng quên. Tip number two là gì vậy? Tip number two là hỏi cái mentor. Ok. Phải có một người hướng dẫn mình. Là ông coach gì đó. Đúng. Gia sư của mình đó. Bạn ở người là mình nói chuyện một maybe tháng mỗi lần, tháng 2 lần. Để cho mình check in. Để cho mình một lần mất cái goal của mình đúng không? Hồi trước hồi Thạch mới làm là Thạch có một ông này ông là mentor Thạch. Ông nói Thạch là ok, Thạch cho mày á có homework. Mày làm homework xong rồi mình tới lại mình hỏi tao có homework số 2. Mà đừng có tới lại hỏi ở mà chưa làm có homework số 1. Sau ông nói ok, Thạch nói ok, Thạch nói ok, mình muốn tao homework là gì, nói tao muốn mày đi lấy cuốn sách này đọc. Đọc xong xong mình tới lại á, tao muốn mày nói tao mà trong sách này mà lươn cái gì. Sao Thạch đi đọc cái sách. Viết xuống, ok, mentor, cái sách này Thạch learn là cái này. Mà nói ok, very good. Thạch nói ok, ta cho mình homework số 2. Thạch á, ổng là mentor của Thạch từ 995.
tới bây giờ luôn. Tới bây giờ luôn. Đúng rồi, một tháng gặp một lần. Vậy đó. Các bạn, mình không có mentor. Cho dù mà người làm lâu năm rồi vẫn có mentor, tại vì khi quên đúng. Even Michael Jordan là một người basketball đúng. Rất là giỏi, vẫn có coach. Cũng có coach. Mình thay đổi nào mình giỏi mình không cần coach. Một ngày mình không có coach nữa là mình không còn learning nữa. Không còn learn nữa. Yeah. Quý nhân. Yeah. Yeah. Không? Nhưng mà vấn đề là cái tìm được cái người mentor ở đâu nó mới khó anh. Mentor là có nhiều chỗ lắm. Mentor là cái kia là một người mình đọc sách. Ok. Mentor là cái kia là mình ngồi dòm YouTube. Mentor là khi mình nghe a podcast. Đó là help mentor. Đúng rồi. And then, of course, mentor có khi là nữa là mấy người đi mình biết quen nhau. Quen nhau. Mình nói chuyện mình take notes lên, tháng lấy lần. Đúng rồi. Mà có nhiều mentor ngoài đó, sách, podcast là dễ nhất. Mà nhiều người ta hả hungry. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Ý anh Thạch nói vậy đó, anh Thạch là nếu một thằng coi podcast cũng được. Giờ bây giờ đó, hồi xưa thời của không anh Thạch không có YouTube, không có gì hết. Cứ sách à. Cái sách không có gọi là, có thể là cũng một cơ hội. Đúng. Tại vì lúc đó thời đó không có nhiều thì ít cạnh tranh hơn. Đúng. Bây giờ thì nó nhiều hơn thì so much. Thì có nhiều người ta người ta access cái problem dễ hơn, tìm cái đó. Nhưng mà trái ngược lại mà giờ đây dễ cho mấy bạn làm. Nếu mà có mentor còn mỗi ngày coi video người này người kia đúng không? Yeah. Thấy không? I mean, cái YouTube mấy người đó dòm YouTube của mình. Yeah. Chưa cộng Bigger Pocket nữa. I mean, nó có hundreds of video của Bigger Pocket. Yeah. Bây giờ knowledge is everywhere free. Mà cái người có nghe là họ muốn đi kiếm mới nghe. You have to be hungry. Là nói vậy đó. Okay. Mình have to be hungry. Actually, phải chia sẻ đó bạn ơi. Tại cái đó là anh Thạch nói đó, nhưng mà trong cộng đồng Việt Nam mình có cái á, em thấy hoài á là người ta không có chia sẻ. Knowledge is free. Đúng. You're right, but người ta không có action là người ta không chia sẻ, ta không nói. Việt Nam không nói, but you know it's okay, it's free. Đúng. Knowledge is free. Action mới quan trọng lắm. Action là quan trọng nhất. Mà action á là dễ if mình là hungry. Ừ. Mình không hungry á là mình không có take action. Thấy không? Có nhiều người trong nhà của Mỹ group của mình á hỏi rất là question. Nhưng mà đúng làm rất nhiều homework. Ừ. Đủ rất là nhiều knowledge. Risk management tính tất cả everything. Không có take action. Ê, cái đó không phải là everybody. Yeah. 99%. Mình thấy vậy đó. 99%. Tính hết rồi, tính xong hết rồi, người tính đắt nhìn nó sợ quá không làm. Đúng. That's the difference between những người successful với những người không phải successful là cái action. Yeah. Đúng rồi. Em thấy cũng có nhiều người dạy thành công, dạy làm nhờ đâu có action gì đâu. Không action. Dạy thôi, nhưng không làm. Dạy, không làm gì hết. That's why mấy người mà follow Thạch trong Instagram á, ừ. Nó thấy là Thạch dạy, mà also Thạch đi khỏi cửa everyday. Nên giờ mới biết. Yeah. Đúng không? Đúng rồi. Yeah. Thấy không? Thầy có project chỉ người ta, live project. Nhưng mà cái đó là vô máu anh rồi. Anh ghiền rồi vậy. Đúng rồi. Gần nhà tiếng nhà cô cũ phải gõ cửa. Đúng. Hồi nãy mà quên mà dẫn đi khỏi cửa mình chứ. Ủa bữa nào anh chỉ em vài chiêu đi gõ cửa anh. Về bển sao xe em kiếm anh làm fighter cho anh Dan coi. Kiếm good deal put together đó. À chỗ này anh cho anh Dan nè. Okay. Cái này là thiệt á, người ta trả thật mấy ngàn đô chỗ này nè. Cái này là cái strip thật xài đi gõ cửa nhà ta nè. To đó, ok, free nè. Free nè. Ok. Yeah. Biết sao? Tại năm 2008 á, em đang có mua cái pre foreclosure rồi á. Okay. Em cũng nói lần. Em gửi em nói chuyện bà vợ rồi, bà vợ ok. Tại chồng không muốn bán, không muốn làm, nó ruột chó em bỏ chạy. Một lần cái rồi. Một lần đầu tiên ra trận nữa. Mình có cái script gõ cửa của anh Thạch rồi nha các bạn. Ok. Là phải thằng action ok. Ồ action đó. Ok. Có là cái script là Thạch xài đó. Sao chơi gõ cửa thử thôi. Vậy vừa muốn vừa gõ cửa vừa vlog luôn hả? Ồ. Bữa nay gõ cửa. Là quay cái cảnh bị chó dí luôn. Đúng rồi. Chó chả hay chụp lên. Video go viral. Đúng rồi. Còn có cái tip nào nữa không anh Thạch? À, giờ cái tiếp tục là cái này thứ nhất là phải có viết set goal, thứ hai là mentor. Đúng. Và thứ ba là thứ ba là mình á họ make cái schedule. Ok, make thật tí nè, là time management quan trọng nhất, quản lý thời gian. Ok, cái đó mình cũng đồng ý nữa, tại vì lúc mà bạn làm self employed á là Google thời gian calendar. Ok, Google calendar trong đây á là quan trọng nhất á, thôi cái calendar họ để personal vô trước. Personal là đồ cưới gia đình mình đi vacation. Thật trong đây là mấy cái này là mấy thằng con đi chơi baseball mình. Mà cái này là anh nói đúng nè,
Tại vì đa số nhiều người ta hungry quá, ta quên gia đình. Đúng. Nó không, tại vì gia đình phải trước. Đúng. Thấy anh Thạch anh nói là nhưng mà không, các anh nói là priority first. Priority trước. Time management, gia đình trước. Cái priority number one là hãy gia đình trước. Yeah. Tại cái nhiều người có tiền mà không có, mà nó có gia đình mà thiệt là nó cái Thạch thấy là nó không có gia đình. That's the worst. That's the worst, yeah. Có tiền mà cái vợ cái con mà thiệt á, trong nhà là thấy là cũng là không có ai là connect hết. Đúng rồi, em có một thằng bạn nó cũng giàu lắm, nhà cũng lên, lúc mà em chưa mua nhà nó nói em nè, nói mà mày có nhiều nhà, tao có nhà, nó nói là I have a house but I don't have a home. Đúng, thấy chưa? Thiệt đó là quan trọng nhất mà men. Cũng giống Vương ở bên gì đó. Thấy không, trò yeah. Là cái schedule hãy để gia đình trước, thứ hai hãy để fitness, thứ hai tập thể thao, thứ ba là hãy để cái đầu óc mình vô mindset, mindset đọc meditate, meditate để lúc đó đó mới để đi làm vô sao. Ồ, cái đó quan trọng á. Cái này là em phải học anh cái phần này nè, tại em không có anh không sao? Cái phục exercise mà đi ăn nhậu nhiều hơn. Nghe cái phục exercise hơi quải á. Có exercise nhìn nó có thể đi bỏ luôn. Thắng mới nói nó hiểu anh. Quay mặt là gì nè. Ở mình có tiền. Ở mình có tiền. Mà mình có cancer, cái tiền nó không mua không có mua medicine. Yeah. Thật sự. Đúng không? Cái năm mà ba chết tới 2007 á, có cancer. And then khúc đó Thạch có $1 million, man, nhiều tiền lắm. Mà mua không được. Mua không được rồi. Không mua được. Muốn mua thuốc mà không có thuốc nào mua được hết. Thành khúc đó không chết. Thì khúc đó Thạch mới biết là có tiền mà không có sức khỏe, không có gia đình nữa là không muốn, giống như là Steve Jobs. Y hệt à. Y hệt. Ông nằm trên giường không nói mà. Y hệt. Y hệt. Lúc có tiền rồi không làm được gì hết. Không có tiền không gì hết. Thấy không? That's why người ta tưởng là ta cần tiền. Người ta không hiểu. Ta cần balance. Ngoài phải có một cái giống như yin yang. Đúng. Balance out. Balance. And then the last tip là mình phải take action. Oh yeah. Phải làm. Phải làm. Không phải làm. Ok. Cái đó là quan trọng. Anh Tạnh là không những chỉ mentor về nghề mà về đời luôn nha các bạn. Balance, man. Balance. Và cái tip cuối cùng mà anh Thạch nói là action đó. Và anh Thạch có cái lời khuyên gì nếu mà action mới, còn mới action mà fail nhiều quá thì sao, nản thì sao, làm sao? Cái dream của mình là keep going. Ok. That's why số 1 là cái hợp cái dream. Nhưng mà có số 2 nữa là nếu mà không có đủ fire á, là có mentor. Đúng. Mentor để motivate mỗi ngày. Thấy chưa? Tại vì mình bị hơi distracted á. Đúng. Tức là nếu các bạn fail, số 4 bạn fail, bạn quay ngược lại số 1, số 2, cứ vậy. Vậy, over. That's why hãy ngồi xuống ngoài nhậu, hãy viết xuống. Viết xuống. And then, cái goal của mình là một khúc là cho mình. Cái other part, cái goal là phụ người ta. Just phụ gia đình, ba má là cũng là ok hết rồi. Đúng rồi. Cho ba má retire là một, trả tiền, trả cái nhà của ba má mất. Cũng là everything nữa. Mua xe cho ba má chạy nữa, thấy chưa? Many things for your mom and dad. Yeah, thấy không? Mấy cái goal đó là phải viết xuống hết á. Bây giờ á, má đâu có tiền. Mà bên Việt Nam là bà ngoại, dì năm, dì tư, em đâu cần tiền là thành con hết mà. Đi. Thấy không? Lo hết cho ta. Thấy không? And that's why cái motivation thật là cao. Oh man. Bởi vậy có các em ở ngoài Việt Nam thấy anh Thành nhớ không? Anh Thành khổ đây lắm mà đi gõ cửa mà mệt lắm. Đúng, tao biết. Tao biết. Anh Thành đi gõ cửa hàng ngày mệt lắm chứ không khỏe đâu mấy em. Ok. Mà cái why của mình á, phụ người ta là cái feel good. Feel good. Feel good. Thấy không? No, no. Nhưng mà bây giờ nó gõ cửa khác bạn. Đúng rồi. Với bạn ra, hồi xưa bạn bây giờ bạn đi mà chó nó lúc mà mới ra bị chó dí nha. Nhưng giờ anh Thành gõ cửa là đi Rolls Royce gõ cửa mới chó. Đúng. Thấy không? Mà đã put the time in, đúng không? Put time in already. Put time in. Mười mấy năm sau, 20 năm, 30 năm sau thì gõ cửa là khác, chắc không có cửa như đâu. Nè, đấy nè. Bây giờ also you know what's good không? Mình đi gõ cửa, mình không có cần. Không cần luôn. Mà không cần đó là dễ nhất mình được. Tại hồi mình cần đó là người ta thấy mình desperate. Ừ. Bây giờ mình không có show desperate. Không bán, bán, bán thôi. Thôi. They can smell it. Đúng không? Yes. They can smell it, man. So bây giờ mình không bán, người ta muốn bán cho mình. Đúng rồi. That's why bây giờ là dễ hơn. Cái mà em thấy là anh, như anh Khôi cũng vậy, bên dưới Hiếu Sư cũng thấy vậy. Như anh vậy là lúc mà you guys even successful làm tiền thoải mái rồi, nhưng you still do the same thing every day. Every day.
Có nhiều người á, tại vì người không hiểu, nhiều khi anh Thạch ra đây một người mới ra nghề nó ồ, giờ anh Thạch bự rồi, big car không làm nữa. Đúng. Nhưng mà hôm nay mình nói là anh Thạch nó vẫn still stick to the basic, still vẫn đi gõ cửa. Đúng. Chứ không phải là bự quá không làm. Vẫn còn đâu. Review dream. Review dream. Thấy chưa? Every basic là Thạch always stick to the basic. Nhưng mà tại nghĩa là vẫn còn nhiều gia đình chưa biết hay sao? Đúng. Chưa biết. Quan trọng nhất là ta anh đưa. Đúng. Nè, cái thằng nói này nè. Cái basic everyday á, cộng lại cho biết. That's why tao, biết không? Yeah. Không phải là ngày mai làm 1,000,000. Tại everyday 5,000, 5,000, 7,000, 10,000 mình làm á, cộng lại là 1,000,000. Same thing everyday mình review cái goal mình. Thấy không? Mình làm cái basic everyday, mấy cái basic đó đó, không phải là bự. That's why cứ đi diet đi. All you gotta do is ăn ít lại chút xíu everyday, everyday, everyday là tự nhiên một năm sau là mình đóng miệng. Ý same thing. Đi làm tiền, same way. Rất khó các bạn, rất khó. Khó nhất là hãy làm chút xíu everyday consistently năm. Vậy đó. Rất khó luôn các bạn, không phải dễ đâu. Không phải dễ, basic mà không phải dễ. Giờ chỉ cái bần bình thường thôi nè. Bây giờ những cái goal của em rất là dễ luôn á. Em đi mỗi lần đi ăn rồi đấy, chỉ cut back a portion half of it. Yes. Uống ly rượu half of it. Nhưng mà ăn thì half được, tự nhiên uống ly rượu uống ly xong cái uống thêm nữa, uống nữa. Yeah. Cái success đó ta thấy là dễ mà khó. Dễ là just do small thing every day consistently. Yeah. Là một năm sau giờ mọi thấy wow. Đúng rồi. Thấy không? Mà hả cần cái discipline. Cái discipline come from cái dream của mình. Nói chung là có một cái goal lớn xa đúng không? Xong rồi cái goal gần rồi mỗi năm. Em bây giờ nhỏ 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 từ từ. Và cái goal lớn mà biết là mình we gonna go there if we do this every day. Nhưng mà phải nhìn vậy đó. Gần này không thôi là mình nhìn xa quá cái nhiều khi mình bị lost. Nhưng mà nhìn từ từ đi một every day. Đúng rồi. Good tip guys. Ok. Nó giống như là mình bật trong một đoạn đường, mình đi từ A điểm từ A tới B, mình biết một kế hoạch nhỏ nhỏ nhỏ. Break it down to small. Break it down to small chunk. Yeah. A, B, C, D, F, G tới cái Z all over there. Mình hãy clear cái Z là cái gì. Thấy không? And then mình just follow A, B, C là tới đó. Thấy không? Đó là mấy tip của anh Thạch để cho mấy bạn mà mới đầu vô bất động sản. Tại mình nghĩ mấy bạn nghĩ sẵn là thường thường vô Realtor trước đúng không? Đúng. Mà cũng thắng rồi mới vô nè. Đúng. Ý vậy đúng nha, xem tiếng. Dạ. Thấy không? Sẽ về gõ cửa giống như Thạch thử rồi. Tại mới đầu vô là khó nhất. Khó nhất. Một năm đầu ha. Khó nhất. Mà khó là không có ai mình chỉ mình. Không ai chỉ mình. Mấy cái đồ này mình đừng nói. Thì anh như anh đã nói nè mấy bạn mà đừng có nản nếu mà vẫn thích đam mê nghề đấy. Là anh vô là mỗi năm 3 năm đầu anh bán có 6 căn à. 6 căn à? Không đủ thì không đủ ăn nữa chứ. Lết đi ở nhà là bán mình nữa chứ. Nhưng mà năm thứ tư anh bán 10 căn. Ê nè, để nói này nè. Đi làm tiền á là good. Mà cái số 2 là quan trọng nhất là không biết save cái tiền mình. Thạch á ở nhà ba má cũng từ tới 2007 nói 2010 tới 2007 mới dọn ra, mà trong tới từ 91 tới 2007 là thầy mua 12 cái nhà rồi. Lúc mà kinh tế 2008 rớt á, anh Thành có bị ảnh hưởng gì không? Có chứ. Vừa rớt là nó xây cái unit. Anh mất nhà đúng không? Không mất nhà, mất tiền. Mất tiền thôi à? Hãy đưa lại cho nhà băng mình trả. Có nghĩa là anh cũng gọi là anh cũng tính không có overleverage lúc đó đúng không? Mà có nhiều nhà thật bán không được. Nó drop xuống một loại bao nhiêu trăm, 50% đây đúng không? Bao 30%. 30%. Equity mình hết rồi. Không còn equity luôn không? Mà thật không, thì có mấy không bỏ hả? Không bỏ, thật đi làm tiền, đi make a payment. Write it out, the other way. Khó nhất là năm đó đó. Thế nó là khó nhất trong cái career thật. Mà bây giờ, that's why thật bây giờ, very smart bây giờ. Không có leverage. That's why every deal thật nói 70% cái burn model của mình. Sẵn đây mấy anh nhắc tới 2008 em hỏi anh Thạch thử coi. Với kinh nghiệm của mình đó là anh nghĩ là tương lai có giống 2008 nữa không? Rồi. Rồi có thể tình đó tại sao? Lý do là tại năm đó là nhiều nhà băng nó so greedy. Nó cho người ta không có cần, không có đủ khả năng mua nhà. Nhưng mà em hỏi nè, ở đây anh đi, anh coi trên cái thị trường Seattle rồi này ha. Okay. Là anh thấy người ta đi mua nhà tới đâu nhiều không? Hoặc là 5%? Hôm nay bây giờ Seattle ít nhất là 15% nữa thôi. Nhưng mà em biết tại sao em nói mà hơi rung không? Được. Tại em thấy ở Seattle thôi. Nhưng mà với vùng khác em thấy 3% là 1% nhiều lắm. Dạ. Không phải chung hay chết á. Mà khu Seattle mất tiền. Ừ. Thấy không?
người ta có job. Cái khu này là Amazon, Boeing, Microsoft ở đây không mà, phải không? Mấy người có tiền, khu này là người ta tiền mua là 20%, mình đi xa xa chút xíu có thể là 15%, mà bác tiền 2008 là mua không để tiền nữa chứ. No earnest money, no down payment, không có job cũng được qualify đấy chứ, đúng không? Okay. Stay alone, đúng không? Stay alone, thấy không? That's why là mình bị cái đó. Vậy thì anh Thành nói vậy thì mấy anh chị nào mà đang để dành tiền đợi nhà sập để mua là thôi mua liền đi. Nhưng mà mình có đấy, mình thấy được thị trường Seattle thì thị trường West Coast nó khác nha bạn. West Coast tại là tech and Seattle với California nó gần nhau. California mua ra nó tech đưa lên, người ta có good job, đúng stock, nó khác, đang 20%. Mấy thị trường như chỗ khác mình thấy rất là nguy hiểm, tại vì job nó vẫn vậy à, mà người ta down á, bây giờ nó ra nó 3%, 5% không à. Nhưng mà mấy người mà mấy thị trường mà mình bảo dùng bạn á mà 3%, 5% down á, mà cái market mà nó turn á, người ta bỏ dễ lắm, bỏ dễ. Nhưng ở đó như anh Thạch rồi đó, nhớ thị trường Seattle anh nói là rớt 3% anh bỏ không được, tại đó là tại tiền anh bỏ 1% ở đó khác cái điều chọn. Chứ mà anh có 5% là anh quăng tôi lên quăng liền. Tôi ký liền, đọc lại nè, đúng không? Nhưng cái rule anh như là 70%, 30% đúng không? 30% equity. Đó. Và là 30% equity. Theo cái phong minimum. Minimum. Yeah. Minimum. Có nghĩa là mình không over leverage nha. Mấy bạn mà mình có nhiều nhà mà lấy ra còn 10%, 5% là nguy hiểm lắm á. Ờ. Rồi cái formula của anh Thạch là 70-30. 70 giờ băng. 30% equity. 30% equity. Nếu mà lên nữa thì lấy tiền ra nữa. Đúng. À. Đừng có giữ. Nếu mà equity bạn lên á mà còn như là 90 á, chứ mà 10 á là lấy ra 20%, còn tất lại 70 nữa. Yeah. Thấy không? Nhớ nha, lấy tiền nó refinance xài không đóng thuế. Mà lấy tiền đó đó đi mua nhà mới để vô làm được làm nữa. Đúng nữa. Đó. Đừng có lấy đi mua xe mà xe đi chạy mất mấy năm sau xe mà xe đi mất vô mất cái tay nữa. Đúng không? Tiêu xe. Okay, puppy. Anh cho gì thương quá. Trời ơi. Mấy con tôi không quen của đó này nè. Mỗi lần nó thở á. Thở mà chó dữ luôn mà. Okay, good back inside. Okay, you guys. This is a American Bulldog or? Pitbull. Oh, Pitbull is supposed to be aggressive, right? The other one was French Bulldog. Yeah, Benji. No, she's very tan. Cái là thằng chó, thứ là thằng gặp chó là thằng ưa ôi nhớ là con chó nó gãi mình đó. Cắn chó cắn đít đó. Ám ảnh luôn hả? Ok, ok không? Ok. Rồi vậy là thôi, cảm ơn anh Thạch đã đưa ra những lời khuyên. Dạ, hy vọng sẽ gặp lại anh Thạch sớm. Next time San Jose. Next time bye. Ok. Nhớ nha, Thạch nói nha. Ok, bye bye các bạn. Ok, bye. Oh man.